Máy cho chị Trang này. Máy chị báo là một bên motor nó kêu to hơn đấy. Thì do cánh bị rung và chị rơi cái vỏ nó lệch ra, em đã gắn lại và xích lại cho chị. Và chị báo GPS là yếu nhé, cho nên là kết nối ok. Đếp máy bay. Vâng. Máy giữ vị trí ổn định chưa? Hoạt động bình thường trái phải. Anh cho bay ra một tí, anh return home. Anh cho chức năng return home cho chị nhé. Anh bấm. Máy tự động bay về nhé.